Ngày 18 tháng 5 năm 2019, Tòa án Nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng mở phiên xét xử lưu động và tuyên phạt Nguyễn Đình Hồng, 21 tuổi, quê tỉnh Quảng Trị, mức án 4 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Theo cáo trạng, rạng sáng 31 tháng 12 năm 2018, Hồng đột nhập cửa hàng điện thoại của chị Trần Tiểu Anh, 37 tuổi, ở đường Phan Thanh, phường Thạc Gián, lấy trộm 140 triệu đồng tiền mặt, 13 iPhone và một số linh kiện. Trộm được tài sản, Hồng đem về phòng trọ ở đường Cù Chính Lan, phường Hòa Khê lấy 9,7 triệu đồng tiêu xài, 10 triệu đồng cho bạn mượn. Sau đó Hồng bán lại 3 điện thoại cho một người dân ở huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị với giá hơn 24 triệu đồng. Đến đêm 1 tháng 1 năm 2019, Công an quận Thanh Khê kiểm tra phòng trọ của Hồng và thu giữ hơn 120 triệu đồng cùng một số điện thoại và linh kiện trộm trước đó. Tại phiên tòa, Hồng khai quá trình làm việc tại cửa hàng điện thoại của Triệu Anh. Thanh niên này phát hiện Triệu Anh thường sơ hở trong việc quản lý tài sản nên đột nhập để trộm tài sản. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.